18 tuổi, đối với nhiều bạn trẻ hiện nay sẽ chọn cho mình những bộ môn năng khiếu âm nhạc hiện đại. Thế nhưng với hai em Nguyễn Huyền Linh và Nguyễn Lan Chi ở xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội lại tìm cho mình một niềm đam mê khác, đó là tập luyện đánh chiêng mường biểu diễn. Được coi là hai thành viên trẻ tuổi trong nhóm văn nghệ đánh chiêng, song các em luôn nỗ lực cố gắng học hỏi các thế hệ đi trước từ dáng đứng, cách cầm chiêng đến cách thể hiện nhịp điệu các bài chiêng cổ. Và người truyền lửa cho hai em không ai khác, đó chính là ông ngoại Bùi Thế Vinh, chủ nhiệm câu lạc bộ nghệ thuật truyền thống huyện Ba Vì. Em Nguyễn Huyền Linh chia sẻ thêm. Ban đầu thì cháu cũng không quá là yêu thích bộ môn này bởi vì cháu cảm thấy là không hợp ạ. Về sau thì cháu được ông ngoại cháu truyền lửa và giúp đỡ cháu học tập và rèn luyện thì cháu cảm thấy là nó khá là thú vị và cháu tiếp tục muốn theo bộ môn đánh chiêng. Sắp tới ở Hà Nội thì có một cái sự kiện rất là lớn, đó chính là 70 năm ngày giải phóng thủ đô. Cháu cũng rất là mong muốn từ cái niềm đam mê từ bên trong và tâm huyết từ bên trong của bọn cháu thì có thể mang tới những cái nét đẹp truyền thống văn hóa của quê hương mình đến với đông đảo du khách gần xa hoặc là các bạn trẻ hiện nay đang có cái mong muốn gọi là giữ gìn văn hóa truyền thống. Tiếng chiêng ngân lên lời quê hương. Là người con gốc Mường Vân Hòa, huyện Ba Vì, thủ đô Hà Nội, nơi có đến trên 80% đồng bào Mường cư trú, nên với nghệ nhân dân gian Bùi Thế Vinh, chiêng Mường chính là hồn cốt của dân tộc. Giá trị âm thanh của chiêng rất quý giá và quen thuộc, nó gắn bó với tất cả người dân trong các sự kiện của đời sống. Mỗi khi tiếng bình bò ngân nga rộn ràng, không khí của bản Mường như thêm vui tươi, phấn khởi, thắt chặt tình đoàn kết cộng đồng xóm làng. Tuy nhiên, theo thời gian, chiêng Mường cũng có lúc bị mai một, bị lãng quên do quá trình phát triển công nghiệp hóa, đô thị hóa và do nhận thức về việc bảo tồn, phát triển văn hóa của cộng đồng dân tộc thiểu số miền núi chưa sâu sắc, chưa xác định được tầm quan trọng. Song, nhờ những người nghệ nhân dân gian tâm huyết, yêu văn hóa dân tộc như ông Vinh đã vực dậy. Ban đầu chỉ là đội văn nghệ đánh chiêng nhỏ lẻ 5-7 người, mãi đến năm 2023, đội hình thành và phát triển thành câu lạc bộ chiêng Mường xã Vân Hòa. Qua quá trình hoạt động hiệu quả, đến ngày 25 tháng 1 năm 2024, câu lạc bộ được Đảng ủy chính quyền huyện Ba Vì quan tâm và quyết định nâng hạng thành lập nên câu lạc bộ nghệ thuật truyền thống huyện Ba Vì, vẫn do ông Vinh làm chủ nhiệm. Số lượng thành viên hiện nay của câu lạc bộ đã nâng lên đến trên 50 người. Và trong đó lực lượng nòng cốt vẫn là chị em phụ nữ và thanh niên trẻ xã Vân Hòa. Nghệ nhân dân gian Bùi Thế Vinh tâm sự. Mình rất thấm nhuần cái kim chỉ nam, tức là giữ gìn, phát triển, bảo tồn, phát huy. Nếu mà nói về cơ chế tài chính là không có cái gì. Đấy, tất cả là phải đam mê. Đây phải nói là các cháu cũng đam mê. Chính vì có những cái sự đam mê đó, kết quả của câu lạc bộ nó mới được như bây giờ. Không chỉ là người bảo tồn thổi hồn thông qua truyền dạy thành công cho thế hệ trẻ biết yêu sử dụng thành thạo chiêng, mà hiện nay loại hình văn hóa truyền thống chiêng do ông Vinh phụ trách đã được nâng lên một tầm cao mới, đó là trở thành sản phẩm du lịch độc đáo trên mảnh đất Ba Vì, thủ đô Hà Nội. Đặc biệt, những màn trình tấu chiêng trong các sự kiện lớn mang tên Tình yêu Hà Nội hay lễ khai hội Tản Viên Sơn Thánh kết hợp khai trương du lịch huyện Ba Vì hàng năm đã thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế đến xem thưởng thức và khám phá về giá trị văn hóa kết hợp du lịch độc đáo. Từ đó, góp phần làm tăng doanh thu cho du lịch hàng năm ở huyện. Thời điểm này, hơn 40 tay chiêng do nghệ nhân Bùi Thế Vinh phụ trách đang ngày đêm tập luyện để tiếp tục góp sức phục vụ cho một sự kiện văn hóa trọng đại mang tên Thành phố vì Hòa Bình do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức diễn ra tại Tượng đài Lý Thái Tổ vào ngày 6 tháng 10, nhân dịp hướng đến kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thủ đô mùng 10 tháng 10 năm 2024. Trong bối cảnh tập luyện gấp rút, nghệ nhân Bùi Thế Vinh cũng thường xuyên gọi điện qua Zalo để các nghệ nhân ở tỉnh Hòa Bình giúp đỡ, cùng trao đổi, góp ý vào các buổi tập trực tiếp của câu lạc bộ. Nghệ nhân ưu tú Bùi Thanh Bình ở thành phố Hòa Bình cho biết. Huyện Ba Vì nhiều năm nay đấy, luôn luôn nghĩ đến những cái việc giữ gìn bảo tồn để phát huy cái giá trị văn hóa về âm nhạc chiêng Mường, và đặc biệt là người ta là người Mường nhưng mà ở Hà Nội người ta lại càng thấy cái lòng tự hào, tự tôn dân tộc, nghĩ đến cái mà giữ gìn nét văn hóa, những cái di sản văn hóa độc đáo. Vì chiêng Mường cũng là một cái di sản văn hóa của dân tộc Mường, cho nên là nhiều năm nay
bà con ở các cái xã của người Mường ở huyện Ba Vì thì người ta rất là tâm huyết giữ gìn, rồi bảo tồn, rồi luyện tập, rồi là truyền nhau tất cả những cái bài chiêng cổ truyền của người Mường. Chia sẻ về sự đam mê, tinh thần gắn bó và phát triển nghệ thuật truyền thống chiêng Mường giữa Hòa Bình và Ba Vì, nghệ nhân Bùi Thế Vinh vui vẻ nói thêm. Cách đánh ở đây và cách đánh ở Hòa Bình về cái lối cổ nó như nhau. Khi mà được giao lưu với lại các nghệ nhân ở Hòa Bình và các nghệ nhân ở Ba Vì ở đây thì phải nói là cái sự hiểu biết thêm là rất nhiều. Cái đó là cái rất là quý và mọi người ở trong câu lạc bộ tự mình thấy được là bản thân mình phải như thế nào. Thì cái đó là một cái ý nghĩa rất lớn về cái việc giao lưu về chuyên môn cũng như về tình cảm giữa hai địa phương và Hòa Bình và Ba Vì. Thấy rõ được giá trị văn hóa gắn với phát triển du lịch mang lại, những năm gần đây Đảng ủy chính quyền huyện Ba Vì đã thường xuyên quan tâm để đầu tư cơ sở vật chất và bổ sung thêm bộ chiêng mới hàng chục triệu đồng cho câu lạc bộ nghệ thuật truyền thống nơi nghệ nhân Bùi Thế Vinh phụ trách, đồng thời cũng trích kinh phí để mời những nghệ nhân gạo cội ở tỉnh Hòa Bình đến tham gia tập huấn đánh những bài chiêng cổ. Ông Nguyễn Đức Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Ba Vì cho biết: Trong cái việc mà triển khai cái kế hoạch bảo tồn phát huy các giá trị văn hóa của vùng đồng bào dân tộc thiểu số thì một trong những cái nội dung mà chúng tôi thấy rằng là những cái nội dung cốt lõi. Thông qua cái chương trình này chúng tôi cũng thấy được cái giá trị rất là tốt đẹp cho cái chương trình bảo tồn và phát huy giữ gìn bản sắc văn hóa của vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là trong cái bối cảnh phát triển về công nghiệp văn hóa hiện nay. Việc bảo tồn giá trị văn hóa chiêng Mường gắn với phát triển kinh tế du lịch là hướng đi bền vững mà huyện Ba Vì và tỉnh Hòa Bình đang tiếp tục đẩy mạnh trong thời gian tới. Ông Bùi Xuân Trường, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình nhấn mạnh. Huyện Ba Vì là địa bàn nhiều người dân tộc Mường sinh sống. Việc giao lưu kết nối, phối hợp để xây dựng các sản phẩm du lịch cũng như là quảng bá văn hóa giữa hai địa phương là hết sức cần thiết. Hướng tới cái kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thủ đô thì tôi cho rằng đây là một cái sự kiện hết sức có ý nghĩa trong cái việc thông tin, hợp tác, trao đổi những cái kinh nghiệm cũng như là triển khai cái nội dung trong cái chiến lược hợp tác để hai địa phương có thể cùng phát triển trong lĩnh vực du lịch. Các ghi ý kiến chỉ đạo của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, văn hóa còn thì dân tộc còn, văn hóa mất thì dân tộc mất. Văn hóa chính là hồn cốt tinh thần của dân tộc. Bởi vậy, những cách làm của nghệ nhân dân gian Bùi Thế Vinh trong việc bảo tồn giá trị văn hóa dân tộc gắn với phát triển du lịch là rất đáng trân trọng. Và ý nghĩa hơn nữa, đó chính là góp phần quan trọng để tạo nên một thủ đô Hà Nội đa sắc màu, mảnh đất nghìn năm văn hiến, vừa cổ kính vừa hiện đại, vừa có giá trị văn hóa dân tộc cốt lõi, xứng đáng là thành phố vì hòa bình, trái tim của cả nước.